900k là hơi ảo nha anh em. Cái này là cái ải đầu tiên đúng không ta? Đã đánh bại 099. Click vào phòng bạn muốn mở để thu nhập phần thưởng. À, mày sẽ đánh từ khu 1 đến khu 6 để nhận được con Murad này anh em ạ. À, thế à? Bạn muốn dùng một hoa anh đào để khám phá phòng này không? Phòng đầu là bên khu tay trái hả? Cái số 1 á hả? Cái cây hả? Rồi. Bạn đã hạ tự thần. Ui, dễ đấy, tiếp anh em ơi. Tiếp anh em ơi. Ok. Chọn bừa đi má, cái này hên xui má làm gì có mẹo. Ủa tưởng có mẹo chứ, cái khu 1 đầu tiên là bên trái là nó ra luôn rồi. Non hả, ở giữa, nhiều người kêu giữa quá. Má nhiều người kêu bên trái quá. Rồi, bên trái, quất. Chết. Shut out. Đó, ui thề, bên trái hồi nãy tin tưởng cái ông nào bình luận bên trái là quất luôn rồi đó, trúng luôn rồi đó. 1 minute 37 seconds later. Hay quá mọi người ơi, vậy là chắc chắn số 4 rồi đúng không mọi người. Vậy là chắc chắn số 4 rồi đó. Hay quá mọi người ơi. Hay, nice. Thiệt sự luôn, nói với mọi người nghe nha. Mọi người đừng có lừa Vân nữa. Mọi người đừng lừa nữa. Nó chết chắc rồi. Nào, cảm ơn Nghĩa Nhân gửi cho mọi người sao nha. 5 chốt kèo thôi, vậy mình mở số 3. Số 5 mọi người ơi. Hay quá. Số 5 nha mọi người. 2000 years later. Giờ còn đúng hai cái này mình phải lựa chọn niềm tin hay là lý trí. Hả ông chạy? Thôi đi ông nội ơi, dụ hoài chạy. Người ta đang người ta. Cái gì mà 2000 quân huy, có người quay 900, có người quay 1400 kìa. Em quay hết 1900 quân huy rồi đó. À, bị dụ rồi, bị anh Hugo dụ rồi. À. Con mua gá tốn tiền rồi. Thôi đi Hugo Yamase. Chơi tướng mới đi em. Đây em đang chơi tướng mới đây anh. Mua gắt bà giá của già Kukuchiki nha mọi người. A few moments later. Đẹp vãi chưởng nè. Bài của Mugat và Yakuza. Đấm nó. Game này bắt buộc phải lên giày kháng hưởng tiếp rồi. Bình thường chơi Mugat mà thích lên giày tóc đánh lắm. Ui, leo mắc cỡ. Cho xin cái dòng đi Gigo ơi. Má còn 3 giây nữa. Chơi ngủ không ơi. Chơi đi. Đòi chơi với ông cụ tổ Murad. Nóng chơi. Ui, không ăn được con dơi luôn. Thôi cảm ơn nha, cho mình lên lại này. Lên lại con đứa nhỏ. Xuống dưới chơi hết 3 người luôn. Chơi, ủa sao Lavi bỏ trụ ơi. Lavi tống nó đây chi vậy. Chơi. Đòi chơi
Ô, thằng này băng xương à? Mẹ, không thấy ta. Thằng này binh thế. Ủa, có hai thằng này nữa hả? Thì chịu rồi. Chịu rồi, chịu là phải cân hai thôi. Tổng anh em ơi, tổng anh em ơi. 3 giây nữa. なるほど。軽に見切ることなどできぬ。軽に見切ることなどできぬ。 Lên nó quẩy đó. Ê, nó sắp ra blue này, con Adok á. Qua anh em ơi. Sắp ra blue rồi, Lee đánh miết xong qua blue á. Sắp xong anh ơi. Bốn giây nữa xin cái dòng, xin cái dòng luôn. Làm tiếp rồi. Chơi, chơi nó. Trời, nó kiên công kìa. Không cầm ác vậy. AD nó ngáo kìa. Lướt qua tường mà kiểu không đi đam quá. Gồng một miếng nè mọi người. Chơi AD nó kìa. Cay nhờ con lâu còn đúng một chấm à, nó lên khiên nước truyền nó hơi trâu ra ngộ ra khiên công luôn ngộ không ơ ra ngộ luôn. Lên chơi với mọi người nè. Đã dành chiêu với con lâu nha mọi người. Đã dành lực cái, đã dành lực cái tích tận nào tại cái. Nó cường tiền kìa. Đổi đấy rồi đi. Double kill.
The mid wall. Easy. Mắng rồi. Thôi chen tim cho mọi người ơi, 8 giờ chen mà giờ bị trễ 11 phút rồi. Up chen nha mọi người ơi. Bye bye mọi người nhé.